Shop hàng Nhà Đồ Điện xin chào tất cả các bác. Em lại tiếp tục lên sóng chiếc máy hút ẩm của hãng Mitsubishi. Trước khi giới thiệu về cái chiếc máy hút ẩm này thì em cũng nói sơ qua về với các bác về cái tác dụng của chiếc máy hút ẩm. Hiện nay thì máy hút ẩm nó cũng đã khá phổ biến với người Việt Nam mình rồi. Tuy nhiên thì một số bác chưa nắm được thì em cũng nói qua. Thứ nhất là về cấu tạo của nó. Cấu tạo của nó thì nó cấu tạo như một chiếc tủ lạnh mini các bác nhé. Đấy, hoặc là như một chiếc điều hòa mini có dàn nóng, dàn lạnh. Đấy, dàn lạnh dùng để ngưng tụ hơi nước vào và chứa vào bình nước ở bên này. Đấy. Thì khi nào mình dùng máy hút ẩm thì khi mà độ ẩm ở môi trường nó cao, độ ẩm không khí cao thì tại sao mình dùng hút ẩm? Ví dụ như các bác để ý là vào mùa nồm ở miền Bắc chẳng hạn, những cái ngày mưa gió ấy, độ ẩm các bác để ý là sàn nhà này, tường nhà hay các trên các bề mặt các cái vật dụng ấy, nó đọng ngưng tụ rất là nhiều hơi nước, thì mình dùng cái máy này mình hút để làm giảm cái độ ẩm nó xuống. Đấy. Tác dụng của nó thì có những cái tác dụng như sau này. Ví dụ như độ ẩm cao nhá, thì các bác cảm thấy người rất là mệt mỏi, khó chịu, để do độ ẩm cao, nhức mỏi thì mình hút ẩm để mình giảm cái độ ẩm xuống. Độ ẩm thì được thông báo bằng phần trăm. Ví dụ các bác xem thời tiết bao nhiêu phần trăm độ ẩm đấy, độ ẩm bao nhiêu phần trăm. Đấy. Tác dụng thứ hai của nó là các bác để ý là những cái đồ điện tử của mình hay nhà bảo vệ các đồ điện tử này, bảo vệ các cái sàn gỗ. Ví dụ như đồ điện tử độ ẩm cao thì sinh ra ngưng tụ hơi nước ở trong các cái bo mạch ấy, dẫn đến chập cháy mạch. Rồi là như là sàn nhà, các cái bức tường, các cái đồ vật dụng độ ẩm cao thì sinh ra là nấm mốc này, nấm mốc gây ra mùi hôi khó chịu. Đấy, rồi là nền gỗ, sàn gỗ thì phồng rộp lên vì độ ẩm cao nó bị ngưng tụ hơi nước. Thì mình dùng hút ẩm này mình giảm cái độ ẩm đi, làm giảm các cái vi khuẩn nấm mốc ở trong phòng. Đấy, rồi tiếp theo nó là cái tác dụng các bác dùng để sấy quần áo. Ví dụ như là vào những cái ngày mưa gió, độ ẩm cao thì mình phơi quần áo mãi không khô, nhất là những ngày nồm ấy, nó rất là hôi. Thì mình dùng cái máy này nó có chức năng sấy quần áo. Tức là mình cho vào trong một cái phòng kín càng nhỏ càng tốt, mình bật chế độ sấy quần áo hoặc hút ẩm cũng được. Thì để nó hút toàn bộ cái hơi nước ở trong cái quần áo đi. Đấy, thì chính là tác dụng của nó là như vậy, hút toàn bộ hơi nước đi thì quần áo nhanh khô và không bị mùi hôi. Đấy là những cái tác dụng của một cái máy hút ẩm em nói sơ qua là như vậy. Còn bây giờ em giới thiệu vào cái chiếc máy hút ẩm Mitsubishi. Em để số 2, một con máy thực sự với các bác để nhập để những cái con máy này rất là hiếm, không có nhiều đâu ạ. Một con này anh em hay gọi là con mít mỏng, nó rất là mỏng nhá. Đây. Hoặc là mít cột này. Với cột này, rất là đẹp, rất mỏng đẹp. Con này thì sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Mà giao diện toàn bộ sản xuất tại Nhật Bản nhưng mà để xuất đi tất cả các nước châu Âu. Cho nên giao diện họ để tiếng Anh rất dễ dùng các bạn. Về cấu tạo máy, chức năng bên trong toàn bộ y hệt hàng nội địa hết, chỉ khác nhau về giao diện và nguồn điện. Nguồn điện bọn này sản xuất điện 220V rất là tiện. Cái máy hút ẩm thì mình hay dùng để mình xách đi các phòng mình hút ẩm. Cho nên là điện 220V nó có cái lợi thế rất là tốt là mình cắm ổ điện nào cũng được, không phải bê theo một cục nguồn lỉnh kỉnh đi theo. Về hình thức con này thì tuyệt vời, đẹp long lanh ạ, không có gì chê. Nhỏ gọn, mỏng, đẹp, rất là mỏng. Lấy luồng gió vào mặt trước này các bác nhé, lấy gió vào mặt trước. Đấy, lấy gió mặt trước, máy rất là sạch đẹp nhé. Đấy, bình nước trong này, đây chứa bình nước. Giao diện rất dễ sử dụng. Các cái chức năng đây, bật nguồn này, đảo cánh gió, hẹn giờ, các chế độ hút ẩm, sấy quần áo. Đặc biệt con này nó có một cái tính năng mà rất ít dòng có, đó là mình có thể cài đặt độ ẩm theo ý muốn các bạn ạ. Ví dụ như các phòng làm việc của các bác nào mà các cái đồ điện tử này mình có muốn duy trì độ ẩm ở bao nhiêu phần trăm. Đấy, thì mình dùng con máy này mình có thể cài đặt duy trì được. Còn bình thường các con khác thì mình chạy auto thì nó sẽ duy trì ở độ ẩm khoảng 50-60%. Còn bọn này thì mình cài đặt được. Ví dụ các bác muốn phòng của các bác xuống 60% thì máy dừng, thì các bác ấn xuống 60. Xuống muốn xuống 55, ấn 55, xuống 50 thì là cứ hút đúng đến 50 là nó dừng. Sau đó bây giờ quay lại đang báo 72% là báo độ ẩm môi trường đang là 72% thôi nhé. Đấy, hiện tại độ ẩm đây đang là 72%.
thì mình muốn hút xuống bao nhiêu thì mình hút, tùy mình hút xuống 70 cũng được, có nhá. Các chế độ hút ẩm này, tự động này, yếu này, nhiệt độ thấp này. Đấy, rất là dễ sử dụng, đặc biệt là phải nói là thằng Mitsu này gần như các bác nhá, chạy gần như êm như là máy lọc khí luôn. Chạy êm gần như máy lọc không khí. Tức là không nghe tiếng gì luôn, tiếng gió của nó cũng rất là nhẹ nhàng. Lốc thì nói thật là không mà nghe thấy tiếng gì luôn. Một con máy phải nói là hoàn hảo. Cái thông số của con này đây. Con này điện Made in Japan này. Điện 220V, GR134, hút 14 lít một ngày. Ở độ ẩm 30 độ C, 30 độ C và ở độ ẩm 80%, nhiệt độ 30 độ C, độ ẩm 80%. Đây, công suất có 240W thôi. Con máy xuất sắc nhé, đẹp long lanh. Con này em bán là 3,9 triệu. Đấy, các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chưa phí vận chuyển, xếp hàng toàn quốc. Chào các bác.